Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn một số dòng xe tay ga, tay côn đủ loại. Mình quay clip này, clip tổng hợp nha. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời Trang ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người ha. Đây là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã coi clip và video của Trang ha. Thì ngày hôm nay á, Trang sẽ chia giảm giá cực sốc những cái dòng xe hiện tại bên cửa hàng Trang luôn. Tại vì bên Trang vừa nhập một lô mới về cho nên lô này bên Trang sẽ xả hết ra cho mọi người luôn nha. Mọi người yêu thích dòng xe nào thì cứ nhắn tin qua Zalo của Trang sẽ được Trang hỗ trợ trực tiếp ngay 1 triệu đồng tiền xăng mọi người nhé. Như bên cạnh Trang đây là một em AB 125 này, AB phiên bản tiêu chuẩn nha mọi người ha. Riêng chiếc này cho mọi người luôn chỉ có giá là 39 triệu đồng, muốn trả góp trả trước giúp Trang cỡ 2 triệu đồng là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi nhé. Qua đến một dòng AB 160 cũng là một cái dòng hiện tại được bên Trang đang riêng giảm giá sốc trong thời gian hiện tại nha. Để riêng cho mọi người luôn 53 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT. Mua trả góp trả trước giúp Trang dòng này cỡ tầm 7 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Vision cũng là một cái dòng mà hiện tại bên Trang giảm giá không kém cạnh nên mọi người. Để cho mọi người luôn phiên bản tiêu chuẩn đen màu đen bóng năm 2023 giảm còn 30 triệu 500 một em nha. Okay. Tiếp tục Vision bên này. Vâng, em này thì khóa Smart Key để cho mọi người luôn chỉ có giá là 32 triệu 500 thôi mọi người ha. Bỏ ngoài cái thác thì tí nữa vào kia quay. Vâng. Qua luôn ơi. Vario 2022 này. Dạ, Vario 125 mẫu 2022 để giảm cho mọi người luôn chỉ có giá là 42 triệu đồng hai em này mọi người ha. Exciter 150 này mọi người. Ed 150 cũng giảm giá cho mọi người luôn, hai em này đồng giá là 42 triệu đồng mọi người ha. 42 triệu đồng thôi mọi người ha. Winner cũng giảm mạnh luôn. Cứ phiên bản phanh CBS thì sẽ là 32 còn phanh ABS sẽ là 34 triệu đồng mọi người ha. Vario này. Vario thì hiện tại bên cửa hàng Trang cũng đang triển giảm giá mọi người, đủ màu đủ mẫu cho mọi người luôn. Cứ đối với phiên bản thường thì sẽ để cho mọi người là chỉ có 37 triệu đồng. Khóa Smart Key thì sẽ là 39 triệu đồng. Sơn 3D thì cộng lên giúp Trang đúng 1 triệu đồng trên màu nha. Như em này thì bên Trang được lên sơn lên từ em khóa Smart Key để cho mọi người 40 triệu đồng em này ha. Xám bạc này mọi người được sơn lên từ em khóa thường để mọi người em này 38 triệu đồng mọi người ha. Màu zin thì cứ là 37 triệu đồng nha. Rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. Em này là sơn zin của nó này mọi người. Sơn zin của nó sẽ có 3 màu là màu trắng, màu xanh và màu đen nha. Để mọi người 39 triệu đồng một em nha. Mua trả góp trong này trả trước giúp Trang 2 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Xám bạc được sơn lên từ em khóa Smart Key cũng để mọi người 40 triệu đồng luôn ha. Ok, vào SH đây. Quá đến một dòng SH này mọi người. Thì hiện tại SH bên cửa hàng Trang cũng đang tri ân giảm giá. Và đặc biệt là vừa nhập một lô mới về cho nên bên Trang sẽ tri ân giảm giá những cái hàng hiện tại bên cửa hàng Trang luôn. Đều là hàng nhập về từ đợt tháng 6 vừa rồi cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Như em này SH 160 này mọi người. Phanh CMS để cho mọi người luôn. Em này 89 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT nha. Màu đỏ này, màu xanh này, màu đỏ và màu trắng ba màu đồng giá nhau luôn là 89 triệu đồng nha. Còn đối với mà phanh ABS thì cũng là màu trắng, màu xanh và màu đỏ cũng để tri ân cho mọi người luôn chỉ có giá là 98 triệu đồng thôi mọi người ha. Còn đối bản xám xi măng này, SH160 bản xám xi măng sẽ giảm giá tri ân sốc cho mọi người luôn chỉ còn 103 triệu đồng thôi nha mọi người ha. Cực kỳ là đẹp và hời luôn. Đây bên Trang có đồ lên một vài phụ kiện thì bộ phụ kiện bên Trang sẽ giảm giá cho mọi người là 50 đến 60%. Khi mọi người mà ghé cửa hàng có liên hệ trực tiếp với Trang thì mọi người cứ yên tâm ha. Đây rất là nhiều dòng xe cho mọi người lựa chọn luôn này mọi người ha. SH125 thì cũng là một cái dòng hiện tại bên Trang giảm giá không kém cạnh. SH125 phanh CBS hiện tại bên cửa hàng tri ân cho mọi người chỉ có giá là 76 triệu đồng thôi nha. Còn đối với ABS thì sẽ tri ân giảm giá còn 87 triệu đồng thôi mọi người ha. Yêu thích dòng xe nào thì cứ nhắn tin qua Zalo của Trang để được Trang tư vấn và hỗ trợ nha. Đặc biệt ghé cửa hàng liên hệ với Trang còn bớt thêm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng nữa cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Ây, em này 103 triệu đồng này mọi người, hot hàng cực kỳ luôn. Đợt này là SH160 là cái bảng màu best seller bên cửa hàng Trang. Cho nên là cứ mua xe thì cứ liên hệ với Trang sẽ được rất là nhiều ưu đãi mọi người ha. Qua đến một dòng SH Mod này mọi người. SH Mod thì bên cửa hàng Trang hiện tại đang có chương trình tri ân. Khi mọi người ghé cửa hàng mua xe sẽ được bớt ngay 1 triệu đồng tiền xăng nha mọi người. Em này để cho mọi người luôn chỉ có giá là 55 triệu đồng thôi nha. Màu trắng này và màu đỏ, màu xanh ba màu để cho mọi người tri ân chỉ có giá là 55 triệu đồng. Còn đối với phiên bản cao cấp sẽ để cho mọi người chỉ có giá là 62 triệu đồng thôi nha. Thể thao thì sẽ để cho mọi người 72 triệu đồng mọi người ha. 160. Vario 160 cũng là một cái dòng hiện tại đang được bên cửa hàng Trang tri ân giảm giá hết cho mọi người đồng giá 40 triệu một chiếc bao gồm hết thuế VAT nha. Phú chờ. Vâng, phú chờ thì giảm giá bánh căm thì còn 32, bánh mâm thì để cho mọi người 34 triệu đồng nha mọi người ha. Đó, cực kỳ hời luôn. Rồi, mình xin lên tay ga, tay côn một tí cho. Tay côn thì bên này có GTR nè. Vâng. GTR này mọi người. GTR để trong giá cho mọi người luôn 52 triệu một em nha mọi người ha. Giá cực kỳ là mềm luôn.
Đây, màu thì bên Trang hiện tại cũng còn rất là nhiều màu, cho nên mọi người cứ qua cửa hàng Trang lựa nha. Mới trả góp trả trước giúp Trang 10 triệu đồng này là mọi người có thể nhận xe. Sonic Sachia đang giảm giá cực kỳ là mạnh luôn. Sonic sẽ để cho mọi người 52 triệu một em. Ghé cửa hàng gặp Trang bớt ngay cho mọi người 1 triệu. Còn ví dụ bọn các bạn mà yêu thích dòng Sachia thì sẽ giảm giá để cho các bạn luôn, chỉ còn 40 triệu một em thôi mọi người ha. 40 triệu một em, giá cực kỳ là mềm luôn nha. Đây, màu rất là nhiều màu cũng đang. Cái màu này đang là siêu hot, đang làm mưa làm gió mọi người. Nên mọi người mua xe cứ liên hệ qua cho Trang để được Trang tư vấn và hỗ trợ nha. Ẹt 150 màu trắng đỏ nữa. Vâng, ẹt 150 thì giảm giá hết lô này luôn. À, bảng màu, tất cả bảng màu của 2022 đến 2023 giảm còn 42 triệu một chiếc nha. Trên đồng giá luôn 42 triệu một chiếc. Còn đối với ẹt 155 phiên bản khóa thường sẽ để cho mọi người 41 triệu đồng. Khóa Smart Key sẽ để đồng giá cho mọi người 44 triệu đồng cả nhà ha. Đấy, rất là nhiều màu, nhiều mẫu luôn. Em này để cho mọi người 44 triệu đồng này. Bản năm 2023 màu cam mới ra cũng 44 triệu đồng luôn mọi người ha. Trắng này mọi người, trắng ngọc trai cũng giảm giá sốc cho mọi người 44 luôn. Cứ khóa thường là 41, còn khóa thông minh là 44 triệu đồng mọi người ha. Vào Vision với AB đi. Vision này mọi người. Vision thì cũng là một cái dòng hiện tại bên cửa hàng Trang đang giảm giá cũng rất là mạnh. Khóa thường thì cứ 30 triệu 500, còn khóa Smart Key sẽ là 32 triệu 500 nha. À, trắng này để cho mọi người 32 triệu 500 cho mọi người luôn ha. Muốn trả góp trả trước giúp Trang dòng này cỡ tầm 2 triệu nhận xe. Rồi. Còn đối với mà thể thao năm 2023 này, 36 triệu đồng một em. Hai màu là màu xám xi măng và màu đen này, 36 triệu đồng mọi người ha. Giá cực kỳ là mềm luôn. Còn đối với mà Vision trắng ánh tím này mọi người, sơn 3D thì cứ cộng lên đúng giúp Trang 1 triệu tiền màu. Trang sẽ sơn lên đủ màu này, đủ mẫu cho mọi người lựa chọn luôn. Thích sơn lên từ phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt hay cao cấp thì cứ nhắn tin cho Trang để được Trang tư vấn hỗ trợ và báo giá mọi người ha. Rồi. Tiếp tục vài mẫu nữa đi. Vâng, rất là nhiều màu luôn. Mọi người cứ tham khảo những cái màu nào đẹp thì cứ khoanh tròn qua Zalo cho Trang để được Trang tư vấn nha. Cứ khóa thường là 30 năm, còn khóa Smart Key sẽ là 32 triệu 500 mọi người ha. AB. AB thì giảm giá luôn. Đối với AB 125 phiên bản tiêu chuẩn thường thì cho mọi người chỉ có giá là 39 triệu đồng thôi nha. Còn đối với mà phiên bản đặc biệt thì sẽ giảm giá cho mọi người còn 41 triệu đồng phiên bản đen nhám á mọi người ha. Đây, rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. Một em tem sơn 3D được bên Trang sơn lên này mọi người cũng chỉ có giá là 39 triệu đồng. Em này cũng đồng giá cho mọi người chỉ có giá là 39 triệu đồng thôi ha. Qua đến một em AB 150 này mọi người. Em này là được bên Trang sơn 3D lại nha mọi người ha. 53 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT. Mua trả góp trả trước giúp Trang 10 triệu lần nhận xe nha. Cái AB 125 sẽ là 39 triệu đồng này mọi người ha. 160. Dạ, 160 thì sẽ giảm giá đồng giá cho mọi người luôn. Đối với phiên bản thường của nó sẽ có màu đen và màu đỏ. Giảm cho mọi người luôn chỉ có giá là 53 triệu đồng một em luôn mọi người ha. Đồng giá với AB 150 luôn. Đây, em này cũng để cho mọi người 41 triệu đồng. Còn đối với AB 160 phiên bản đặc biệt thì sẽ giảm cho mọi người là còn 58 triệu đồng mọi người ha. Rồi, ok, đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình tham khảo kỹ clip á. Ở đây thì mình báo cũng rất là nhiều dòng. Báo nhanh á, anh em nào cần chi tiết hơn thì nhắn tin qua Zalo. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip. Chào.